Thầy xin chào tất cả các em học sinh của lớp 10. Các em thân mến, trong video này thầy sẽ đưa ra phương pháp để chứng minh hàm số y bằng fx đơn điệu trên khoảng AB, tức là đồng biến hoặc nghịch biến trên khoảng AB. Thế thì để chứng minh hàm số y bằng fx đơn điệu trên khoảng AB, chúng ta làm như sau. Ta lấy bất kỳ giá trị x1, x2 thuộc khoảng AB mà x1 khác x2. Sau đó chúng ta xét tỉ số. fx2 trừ fx1 chia x2 trừ x1. Nếu tỉ số t này mà dương thì hàm số đồng biến trên khoảng AB. Nếu tỉ số t này mà âm thì hàm số nghịch biến trên khoảng AB. Thầy lấy ví dụ chứng minh hàm số y bằng x bình trừ 2x cộng 3 nghịch biến trên khoảng từ âm vô cùng đến 1. Ta làm như sau. Ta lấy bất kỳ giá trị x1, x2 nằm trong khoảng từ âm vô cùng cho đến 1 mà x1 khác x2. Ta xét tỉ số t bằng fx2 trừ fx1 chia x2 trừ x1. Ta có fx2 là trong hàm số của chúng ta, chỗ nào có x ta thay bằng x2, như vậy nó sẽ bằng x2 bình phương trừ 2 lần x2 cộng 3 trừ fx1, x1 bình phương trừ 2 lần x1 cộng 3 chia cho x2 trừ x1. Đến đây chúng ta gọi tiếp là nhóm x2 bình trừ x1 bình là một nhóm. Tiếp tục ta có trừ 2x2 và trừ của trừ 2x1 là cộng 2x1. Ta đưa trừ 2 ra ngoài làm chung, trong còn x2 trừ x1. Ở đây chúng ta có 3 trừ 3 hết lấy mẫu. Ta thấy x2 bình trừ x1 bình có dạng hàm đẳng thức bằng x2 trừ x1 nhân x2 cộng x1. Như vậy trên tử ta đưa x2 trừ x1 ra ngoài làm chung, trong còn x2 cộng x1 trừ 2. Triệt tiêu với x2 trừ x1 ở dưới mẫu, kết quả bằng. Ta lại lý luận tiếp, vì x1 thuộc khoảng âm vô cùng đến 1 cho nên x1 sẽ bé hơn 1 và x2 cũng bé hơn 1. Nên x1 cộng x2 sẽ bé hơn 2, cho nên cái tổng này sẽ bé hơn 0. Như vậy chúng ta kết luận hàm số. Nghịch biến trên khoảng âm vô cùng đến 1.